Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây trồng chậu nha, về cây quýt hồng ha bà con. Trên cây đang sẵn trái luôn nha. Một cây như vậy là tầm khoảng là từ 4 trái đến 6 trái, tùy theo cây nữa ha. Bên trung tâm cây giống có cây to trồng chậu sẵn trái giống như vậy. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng cây quýt hồng mà ngày trưng ngay dịp Tết á, thì chúng ta cũng có thể tham khảo nha bà con. Thì bên Ly còn khoảng là từ 5 cây quýt hồng nha. Giá bán của bên trung tâm cây giống là 1 triệu trên một cây. Lúc trước thì bên trung tâm cây giống bán là 1 triệu 2 trên một cây ha bà con, là chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì ngày hôm nay thì Ly sẽ giống như là tri ân cho quý bà con chúng ta là 1 triệu trên một cây, là đã bao gồm phí vận chuyển cho quý bà con chúng ta luôn nha. Chúng ta chỉ thanh toán là 1 triệu thôi, không có bất cứ thêm chi phí nào nữa hết ha. Quýt hồng thì chúng ta cũng có thể là chưng được nè, ăn cũng khá là ngon, giàu dinh dưỡng, giàu vitamin C ha. Đó, chúng ta không cần vắt nước nha, lột vỏ ra tách muối ăn ha bà con. Cây này thì được 4 trái đây ha. Ở dưới đây là rễ của cây đây. Cái rễ này nó cũng hơi quái quái, nó cũng đẹp đấy ha. Thuần chậu rồi nha bà con. Cây giống trồng chậu từ bé luôn, nên quý bà con chúng ta không có sợ là cây nó suy yếu gì hết ha. Đó, quý bà con chúng ta thấy không? Cây nè. Cây bên đây rễ cũng đẹp nữa nè. Cây này nè. Cây này thì được 4 trái. Nói chung là cây nào nó cũng có từ là 4 trái đến 6 trái hoặc là 3 trái nha, tùy theo cây. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích chơi cây quýt hồng thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Bên trung tâm cây giống sẽ gửi hình ảnh hoặc là quay cây lại cho quý bà con chúng ta xem qua cái Zalo nha. Cây này thì 4 trái, trái to rồi. Những cái trái quýt hồng này thì chín ngay dịp Tết luôn nha bà con. Chúng ta chơi cảnh quan xong thì chúng ta hái vô ăn, dưỡng cây lại ha. Dưỡng cây lại, mùa sau có trái tiếp nha. Cây trồng chậu hết nha bà con. Được còn được 1 cây nè. 2, 3, 4, 5 cây thôi. Cây đầu tiên là được 1 trái, 2 trái, 3 trái, 4 trái. 4 trái này ha. Chiều cao cây này thì cao khoảng là 80cm đến 1m nha. Rồi tới cây thứ hai. Cây thứ hai là được 4 trái trên cây. 4 trái. 5 trái chứ. 5 trái. 5 trái, cây rễ cũng rất là đẹp nha bà con. Nhưng mà tàn thì nó hơi bé. Cây số 2 nè. Rồi tới cây thứ ba. Cây thứ ba là được 3 trái. 3 trái, chiều cao của cây thì khoảng 8 tấc tới 1m. Nói chung là tàn nó cũng khá là đẹp rồi, xè ra rồi. Rồi tới cây thứ tư là được 4 trái, 4 trái trên cây. Cây nào nó cũng đang có trái hết. Rồi cây thứ năm thì có 2 trái. 2 trái, 3 trái, có 3 trái nha. 3 trái nhưng mà tàn này nó tròn nha bà con, nó tròn, nó to nha, nó rất là đẹp ha. Rồi 5 cây là giá 1 triệu trên 1 cây, là đã bao gồm phí vận chuyển cho quý bà con chúng ta về cây quýt hồng nha. Quýt đường thì bên trung tâm cây giống cũng có nữa nhưng mà hết rồi. Số lượng hết rồi hả bà con. Đó, đây là quýt hồng đây. Rồi, ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây quýt hồng. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình nha bà con, để bên trung tâm cây giống tư vấn kỹ hơn và gửi hình ảnh thực tế cho quý bà con chúng ta xem lại một lần nữa nha. Còn bây giờ, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.